chưa có hôm nào đẹp như hôm nay Ui, sáng ra mà trời oi bước quá nhà có mảnh đất ông bà để lại cho con cháu mặt tiền thì rộng bước xuống là đường ấy từ khi nâng cấp được con đường xe cộ thì thông thương bà con thì phát triển ấy cứ đà này mà nay mai mình có một cái cửa có cái bờ rào nó sập sệ. Hôm nay ta đổ đống gạch đây, xây lại bức tường cho nó phong thủy. Cứ đà này, Mai mai mở cái hàng quán kiểu gì mà chả kiếm ăn được. Hôm nay ta đổ đống gạch đây, xây lại bức tường rào. Nhẹ 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 nhẹ. Ông nhà ơi, tôi về rồi thế này, thế ông làm gì đấy? Ơ, ờ, thế bà đi chợ về rồi đấy hả? Vâng. Ông ơi, hôm nay tôi bán hết rau sớm ông ạ. À. Rau nhà mình là rau sạch mà người ta cứ tranh nhau mua. Thôi ông ơi, sáng mai vợ chồng mình tranh thủ dậy sớm, hái thêm nhiều rau nữa để cho đủ bán ông nhé. Ờ thế được bà, về bà cất con gánh rồi ra giúp tôi một tay. Vâng ạ. xe ông đổ gạch ở đây để làm gì thế này? Tôi đổ gạch ở đây để xây cái bức tường rào lại cho nó thẳng đẹp giống của hàng xóm. Vâng ông ơi, tường nhà mình từ ngày dân nâng cấp con đường lên thì nó cũng sập sệ. Ông xây lại là được rồi. Thế nhưng sao ông không đổ vào trong vườn kia mà ông lại đổ ngoài đường thế này? Ừ, Ôi, hai cái bà này tôi đổ. Vào trong vườn đi ông ơi. Tôi đổ ở đây nó phải ở đây. Nghe nhà bà có mà tốn không mất việc à? Vườn nhà mình thì hẹp là còn rau cỏ nữa. Ông ơi, rộng hay hẹp là do mình biết cách sắp xếp thôi ông ạ. Chứ ông mà đổ ra đường như thế này, gây cản trở giao thông, không may thì ai người ta đi phải, người ta xảy ra tai nạn thì biết ăn nói với người ta thế nào, rồi mất cái nghiệp đấy ông ạ. Ôi, bà này, nghe, nghe bà cũng mà... Bà... Tôi nói không đúng à, mà ông lại còn cứ cái, không nghe lời muốn... tôi. muốn... Ôi, 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 cứu thôi mấy. Ôi, 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 cứu thôi mấy rồi, ôi, ôi. Ơ <laughs> ờ, hai ông bà có chuyện gì mà to tiếng với nhau vậy hả? Người ta đi đường mà nghe thấy thì không hay chút nào đâu ông bà ạ. Chào bà Hiên. Vâng, bà đi bà. chợ về ạ. này này này. Tôi nói cho bà biết, việc nhà tôi mặc kệ nhà tôi. Bà về mà nói việc nhà bà, bà ngớ bồ à? Tôi làm phát cho tôi nhờ. Ơ ờ, hay cái nhà ông này, hàng xóm nắng giềng tôi đi qua tôi quan tâm lắm thì tôi mới hỏi. Vậy mà ông ăn nói với tôi thế mà nghe được à? Ông ơi là ông ơi, chắc vừa nãy tôi đi bán rau. Ở nhà ông lại vài chén rượu vào rồi. Đúng là 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 ra cái kiểu gì cả. Bà thì lúc nào cũng rượu rượu. Ôi bà Hiến thì... ơi. Dạ. Bà thông cảm cho tôi nhá Tôi đi bán rau ở nhà vài chén rượu vào. Có tí men trong người. Nói với bà khi không phải. Ôi bà, bà thông hiểu việc quá đây. Được, ạ. Ông đổ nóng vạch to lù lù ra đường như này là không được đâu. Ờ, dễ xảy ra tai nạn lắm đây ông ạ. Ôi chân ơi! Rồi, ừ, rồi. Đúng ừ, đúng rồi rồi ấy rồi con kia nó để trên chán à rồi nào ơi. Rồi. Nau, nó không nói thế mà được à mà chân thì chân đúng đúng không dài để lên trên chán tại cái đống gạch này của ông tôi mới đây này ái quá ái may quá không làm sao bà lấy băng cao tôi làm sao thì thì ông biết ngay Ừ. À, à, ông, à. tại ông mà ông có nghe lời à. tôi đâu, Ôi. tôi bảo ông rồi, ông mà ừ. nghe lời tôi thì làm gì đến nỗi, ông trước ạ, à, bà nhờ ông nói đúng ừ. đấy, ông đổ đống gạch ừ. ra đường to quẹn lù lù như quẹn. này, à, Đấy, ông thấy đấy, vừa xảy chị ra tai nạn đây ừ. này, ông thấy chưa? ông chẳng hiểu gì về pháp luật cả. Này này này, tôi nói cho bà biết, thằng dân như tôi ấy chả cần hiểu đấy chị pháp luật nhá. À. Ông thôi đi. Đã làm sai rồi lại còn ngang bướng, nói thì không nghe, cứ bảo thủ. À, ông chủ công an xã đây rồi. May quá, có ông đây rồi. Vâng, vâng. dạ chào ông, chào ông, à, chào ông. Công, an công, an công an xã, chào à. ông ạ. Thế có việc gì mà trời nắng này và con tập trung đông này? Dạ vừa xảy ra tai nạn ừ. đấy ạ, may quá ông đi làm về, nhờ ông phân ừ. xử giúp cho ạ. Thế có ai bị làm sao không? Dạ cũng bị xây xước ạ. Chí cái chân không ạ? Tôi cũng may sự việc xảy ra cũng ai bị sao là may rồi. Thế sự việc xảy ra như nào? Dạ thưa chú chuyện là như thế này ạ. Ông trước đổ đống gạch ra lòng đường gây cản trở giao thông. Không may cháu đâm phải đã thấy ông còn lại bảo cháu không có mắt nhìn đường. Thế mới tức chú ạ. Nhưng 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 mà mà, mà tôi tôi đổ đống gạch ra đường này nhưng mà ông đó đi cứ cái mắt cứ ngây lên cơ. Đi còn sách cái nói gì? Ai bảo ông đổ đống gạch ra đây? Ông thôi đi. Ông làm sai à, rồi ông cứ còn ngang bướng đường thì xe cộ đi lại đông như thế này, hôm nay mà xe máy nó lao vào ông thì phải say tai nạn to chuyện rồi đấy ông ạ, à. ông chỉ ngang tướng thôi. ông trước ạ, à, bà nhờ ông nói đúng đấy, ông đổ đống bạch to lù lù ra đường như này dễ xảy ra tai nạn. đúng ông rồi. ông không ạ, à, bà dung bà không có lỗi gì đâu, lỗi là tại ông chức, bà dung bà đã khuyên ông rồi nhưng mà ông không nghe ông ạ. dạ đúng rồi đấy ạ. này 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 này, tôi nói cho các người biết, thằng chồng là chồng, mất ban vợ không đời thở ai thằng chồng anh đời con vợ còn tôi hỏi bà tôi để chồng với bà là chồng ừ, đấy đấy nhà phải nóc chứ ông nghe thấy đấy Đá cùn rồi lại tỏ vẻ ta đến nguy hiểm cơ thôi thôi bà con bình tĩnh cũng may là sự việc xảy ra không ai bị làm sao là may rồi nhưng uh, cháu thoa dạ cháu phải xem xét lại cách ăn nói ứng xử với người lớn tuổi như thế là không phù hợp đâu vì các uh, cô chú này đang tuổi cha tuổi mẹ cháu cho phải xem xét lại cái ăn nói với người lớn tuổi nhé dạ. À, dạ cháu cháu biết lỗi rồi ạ, cháu xin lỗi chú trước ạ vì đã vô lễ với chú, ừ. Chồng... Ừ. chú bỏ qua cho cháu ạ. cháu còn nhỏ chú không chấp. dạ cháu cảm ơn chú ạ. mà tôi nói trước này, ông đổ gạch à. ra đường này là không được đâu, vâng gây cản trở giao thông, vâng vi phạm quy ước làng văn hóa, vi phạm luật giao thông, còn đường đi không có riêng ai nhưng mỗi chúng ta phải có trách nhiệm để dọn dẹp để cho đường thông hề thoáng còn về phần môi trường phải xanh sạch đẹp để xứng đáng nàng văn hóa Chứ ông làm ăn đổ ra này không được à, dạ ông trưởng công an xã nói đúng, đấy, đúng đấy ạ đấy ông sáng mắt ra chưa từ nay giờ đi vợ chồng phải bình đẳng sai thì phải biết sửa góp ý thì phải tiếp thu từ nay giờ đi chừa cái thói ngang bướng bảo thủ nhé vâng qua vụ việc được ông trưởng công an giải thích thì tôi cũng sáng tỏ rồi việc đổ gạch ra lòng nề đường là sai thì lát nữa tôi cùng bà xã dọn vào trong các vườn để trả lại mặt bằng giao thông từ nay tôi cũng tham gia vào các cuộc họp của thôn xóm để nắm được cái chính sách chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước quy chế của địa phương chứ nếu cứ ở nhà thì chả biết cái gì thôi mong bà con cho tôi xin lỗi nhá à.